Kính thưa quý vị khán giả và quý bà con nông dân thân mến, chúng ta thấy là bộ rễ khỏe thì cây mới sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, trong thực tế canh tác của bà con thì không được như mong đợi. Ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này qua một vài ghi nhận của chương trình. Xảy ra thì khoảng 2 năm, nhưng mà mới đầu lần thì nó vàng lá, vàng. Rồi cái nó không đâm đọt nổi, rồi cái đọt thì nó ngày lá nó càng ngày teo xuống á. Rồi khi mà nó ra đọt non thì nó như thế nào chú? Ví dụ như nó ra đọt non bắt đầu nó mới thì nó xanh, sau bắt đầu nó vàng lại nữa rồi đó. Chú không ăn trái từ hồi nào tới giờ? 2 năm nay rồi. 2 năm khi mà nó suy là bắt đầu trái nó nhỏ. Nhỏ gì không, không cũng không có bán được. Nó cháy rất là nhiều. Có đợt rễ phân nó ra đọt cái bông cháy rất nhiều. Dạ. Nhiều và nó ra thì nhiều và nó vậy không là lâu có bán gì được. Nó bự như vậy ta tiêu rồi đó, hết lớn nữa rồi. Dạ. Dạ, mà cái cây này là bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu năm tuổi? Cây này khoảng 11 năm. Mà 11 năm mà cái nền đất này là nền đất trước đây mình cũng trồng bữa năm rồi. Bữa năm rồi trước chú có trồng một đợt trước. Có nhiều vườn bị như mình hay không? Bà con ở đây lo. Nói chung là cũng trồng qua đây cũng nhiều lắm, sống rộng không lại cũng như mình vậy đó, chứ không phải cũng còn một hai người là tốt thôi. Thì hồi đó giờ chú hai cũng quan tâm đến cái sức khỏe của cây rồi sức khỏe của bộ rễ như thế nào? Thường thì mình đầu tiên trước thì mình cũng phân phướng rồi mình thăm, mình đo pH rồi cũng dọn đường nước, rồi mình sợ bộ rễ nó hư thôi á. Thành ra chú cũng đào đường nước rảnh gỗ đàng hoàng hết trơn, nhưng mà tới chừng nó hư không biết đường đâu nói. Đào cái rễ của cái cây này lên xem thử nha chú. Rồi. Dạ. Cái này có bị dịch sáp nè. Không cái đất bây giờ hình như con thấy nó hơi bột phải không chú? Đúng rồi đó. Dạ. Không nó còn cái gì đất sét rồi xưa đúng không? Dạ. Mua thấy nó xi rồi chú cũng mua humic rồi chú gãi chú tứ vậy đó. Dạ. Như hữu cơ gãi hữu cơ. Dạ. Rồi lân cũng có gãi. Vậy thôi bây giờ chắc mình thử một cây nữa hay không? Đi. Dạ. Này nó gọi rễ nó không hơn ha. Có nè đen nè ha. Ít hơn ít một chỗ khác ha. Thì nó lụm thử coi. Tuột rồi chứ hai. Rồi đó mấy cái một hai rễ tuột cái heo đó. Dạ. Cái có cây có thì không. Nhưng mà chú cũng mà xác cái định rõ ràng là khi cái lá nó vàng là coi như bộ rễ. Bộ rễ nó yếu không chú? Chú lá vàng thì bộ rễ nó phải yếu rồi. Dạ. Nó xuống. Bộ rễ nó yếu thì đâu còn phát triển được không? Nó còn được trong này giống như nó ăn trong này nhưng mà chủ yếu nó là cái rễ cám. Mấy rễ cám mới lấy dinh dưỡng không chú? Đúng rồi. Dạ. Mà nó giờ rễ cám thì đã không còn tốt nữa rồi, không ra rễ non nữa. Không ra cái mấy được đâu, ăn phân hấp thu được đâu, phát triển cây bự được. Dạ. Mà thời gian đầu lúc mà khi cái cây nó mới vừa vàng lá đó thì chú có suy nghĩ tới vấn đề này chưa? Biết trước, không biết trước. Khi mình sợ là vàng lá thì mình sợ nó ngập nước, ôi nước thì nó thối rễ. Rồi chú mới đào đường nước, đồng rãnh. Nhưng mà nó thoát nước cũng khô gan ha, thường trượt mưa trầm ê, khô gan mưa vẫn cạn thường mà. Nó thối thì nó thối chứ, không biết sao giờ. Hư cái tóc thôi ha. Mà dùng Mỹ Hòa này là bị đều đó không hết ha chú hai? Rất là đều luôn, mấy chỗ ấp khác như thế cũng vậy đó. Cây bự vàng ở trên dài mấy ấp phước, mấy phước 1, 2 chứ ha, thấy nó gàng. Dân qua cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta thấy là hiện cái vườn bưởi của chú nông dân đã vàng lá rồi, bộ rễ đào lên thì chúng ta thấy là nó đã bị hư hại, những cái rễ cám thì hầu như là nó cũng bị hư luôn. Quý thầy cũng xin được lắng nghe cái thực tế thêm đối với quý bà con nông dân có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì bà con nông dân cũng đến từ huyện Bình Minh, là một cái vùng mà chuyên canh bưởi năm roi, thì xin được lắng nghe thêm ý kiến của quý bà con nông dân ạ. Dân xin được mời chú ạ. Kính thưa các vị giả, tôi là Bùi Văn Phèn, ở xã Long Thành, thị xã Bình Minh. Thì qua xem cái phóng sự thì vườn cây tôi thì cũng trồng mà có cây loại mới trồng, có cây được lâu năm. Nhưng mà cũng có cây vàng lá, rồi có cây không vàng. Mà bộ rễ thì nó cũng suy dinh dưỡng như trong phóng sự. Thì đề nghị các vị giả cho biết là cách phòng trị của cái loại cây vàng lá đây. Dân chú có thể nói rõ hơn cái tình trạng cây của mình hiện nay như thế nào? Thì cây mà bưởi đó thì mới trồng á, khoảng 1 năm 2 năm thì bắt đầu nó vàng ở dưới, nó vàng lên. Đó. Rồi là tới cái cây bưởi già thì cũng nó cũng quy vàng vậy. Thì thực trạng của nó hiện giờ á thì coi như là khoảng 5 6 70% là bị vàng.
Dân xin cảm ơn ý kiến của chú rất là nhiều. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, như chú nông dân vừa rồi chia sẻ cũng như là trong ghi nhận vừa rồi thì chúng ta thấy là đây là một câu chuyện không hề mới, đặc biệt là đối với những cái vùng chuyên canh cái ăn trái vùng đồng bằng sông Cửu Long chúng ta. Thì đối với những cái năm trước thì mình thấy là cũng có nhiều cái vườn cây đã bị tình trạng này rồi, và đặc biệt là những cái vườn cây mà khai thác bà con khai thác lâu năm á, thì có phải là đối với những cái loại dịch hại mà tấn công bộ rễ thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng mà suy kiệt cho bộ rễ hay không, đặc biệt là đối với tình trạng mà suy kiệt cho cả cái vườn cây luôn. Thì nhân đây là xin nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ vui lòng phân tích cho bà con được rõ hơn ạ. Dạ. Bởi vì hồi nãy đó cô Thùy, tôi coi trong cái phóng sự cũng như là cái câu hỏi của em Phèn đó, nói rằng cái lá như vậy là bị vàng, nhưng mà trong phóng sự thì nói có vàng từ trên lại vàng xuống, còn cái chỗ của em Phèn thì nói là vàng từ dưới vàng lên. Đây là hai cái câu chuyện nó rất là khác nhau. Chắc có lẽ là để cô Thùy sẵn diệm này cho tôi phân tích cái vai trò của bộ rễ một chút, để thấy rằng cái vàng mà do cái bộ rễ thì nó như thế nào, còn cái vàng mà từ trên đầu đi xuống thì lại là một cái câu chuyện khác. Thì để lát nữa rồi chúng ta sẽ nói sao. Thì giờ cho tôi cái file hình số 1 đó, để cho bà con có thể thấy được cái vai trò của bộ rễ. Thì như cô Thùy nói, tại sao cái bộ rễ nó bị suy thoái thì nó sẽ dẫn tới cái chỗ là nó bị vàng. Thì bà con thấy trong cái hình đó đó, có cái mũi tên vàng, màu vàng từ dưới đi lên. Như vậy là có nghĩa là cái bộ rễ nó có cái vai trò gì? Bộ rễ có vai trò là lấy nước từ dưới đi lên. Cái thứ hai là nó hút các cái dưỡng chất như là đạm, lân, kali, canxi, magie, lưu huỳnh. Mà cái nước đó, mình biết rằng cái nước nó là cái nguồn nguyên liệu để đem lên trên lá, nó tạo ra một cái nguồn dinh dưỡng đường bột. Nên như vậy là không có nước, cái cây đó khát nước thì nó là bị một cái cú sốc và một cái sự xáo trộn do thiếu nước là một chuyện rồi. Nhưng mà không có cái nguồn nguyên liệu nước á, thì cái cây này nó sẽ không tạo ra được cái nguồn dinh dưỡng đường bột. Thì nội cái đó không á, là cái cây nó đã suy rồi. Cái thứ hai là nó không lấy được đạm, lân, kali, canxi, magie, lưu huỳnh này kia, bà con biết đó, 13 chất đó. Rồi vi lượng chẳng hạn như sắt, đồng, kẽm, mangan, bây giờ cái bộ rễ nó bị hư thì nó không lấy lên được, thì như vậy là cái cây nó cũng sẽ không thể nào phát triển một cách bình thường được. Thì hai chuyện này tôi hai cái vai trò này tôi nghĩ rằng là có lẽ là bà con mình đều biết, nhưng mà còn một cái vai trò nữa mà tôi nghĩ rằng bà con mình chưa chú ý. Trở lại cái hình để cho nè. Bà con thấy tôi để cái chữ hormone đó không? Hormone tức là chất kích thích sinh trưởng. Thì ở ngay cái chóp rễ á, nó sẽ sản sinh ra một cái hormone, mà cái hormone này giúp cho cây như vậy là đâm chồi. Thành thử ra bây giờ cái rễ mà bị hư thì ngoài cái việc nó không đủ dinh dưỡng thì chuyện nó đã rành rồi, nhưng mà cái cây ở trên không ra chồi được. Nên như vậy là khi nào mà bà con thấy nó kèm theo cái chỗ là bây giờ cái vàng ở bên dưới vàng lên. Vàng dưới vàng lên, tôi giải thích là tại sao vàng dưới vàng lên. Bởi vì cái rễ nó hư nên nó không có lấy được cái dinh dưỡng đạm, lân, kali. Rồi nó không có tổng hợp, quang tổng hợp được cái dinh dưỡng đường bột. Thì dẫn tới gì vậy là những cái lá già nó phải chết trước. Tại sao lá già chết trước? Cái cây nó cũng khôn lắm. Có nghĩa là nó biết rằng khi mà cái cây thiếu dinh dưỡng vậy là cái phần bên trên là nó cần để sống. Nên như vậy là mấy cái ông già là huy động cái lực lượng của mình, cái sức lực của mình ra để mà nuôi ở bên trên. Nên như vậy là nó vàng từ dưới vàng lên. Nên hư cái bộ rễ là thiếu dinh dưỡng là vàng từ dưới vàng lên. Bà con mình nghe nói là thối rễ rồi vàng rụng lá đó. Mình nắm cái cây mình lắc như thế này hả, lá già nó vàng, nó rụng tơi tả hết trơn. Nhưng mà vàng từ trên đọt vàng xuống thì nó không có tình trạng rụng đó. Thì cái câu chuyện khác tôi thường nói. Giờ tôi quay trở lại vấn đề về hormone đó. Nên bà con thấy rằng cái mũi tên vàng mà tôi chỉ đi lên đó, trong đó nó có ba nhiệm vụ: nước, dinh dưỡng đạm, lân, kali và cái hormone. Bây giờ cứ để bị hương cái là cái hormone mà để kích thích cho bên trên mà ra chồi á thì không có. Thì cái cây khi nào bà con thấy bà con đã bón phân tưới nước cách đầy đủ mà ở trên nó không chịu đâm chồi, đừng nghĩ rằng thiếu phân rồi cứ bón phân vô hoài không được, cái rễ bị hư rồi đó, nó không tạo ra được một cái hormone để mà cho cái cây ra chồi. Và ngược lại, cái rễ mà muốn sống được là nhờ gì? Xin trở lại cái hình để cho bà con mình thấy cái mũi tên tôi chỉ đi ngược trở xuống. Bà con thấy mũi tên xanh đi xuống không? Có nghĩa là cái dinh dưỡng mà đường bột ở trên lá nó phải đem xuống, nó nuôi rễ. Mà nó đem xuống bằng con đường nào? Ở ngoài cái lớp da của thân rồi xuống tới bên ngoài lớp da của rễ. Nên nói về mặt dịch hại á, thì nó khôn lắm. Nó biết rằng ở ngoài cái vỏ rễ á, thì có cái dinh dưỡng từ ở bên trên lá đem xuống. Nên như vậy là nó bu vô cái con rệp sáp.
Hồi nãy tôi thấy là bà con mình đào trong phóng sự có con điệp sáp đó, nó cũng bu vô cái này để mà nó hút, nó lấy cái dinh dưỡng từ trên lá đem xuống nó đường đó, ngon lắm. Rồi cái con nấm cũng vậy nữa, nó cũng tấn công vô trong đó cho cái hình tiếp theo, cái pha hình này. Nhưng mà bấm đấy, thành thử ra khi mà nó tấn công như vậy, bà con thấy hồi nãy trong phóng sự rồi đầu chương trình cũng có nói tới cái cây vú sữa ở Vĩnh Kim đó, thì cái hình phía bên tay mặt đó, cái vỏ rễ của cái vú sữa mà bị hư đó, bà con thấy không? Nghĩa là cái vỏ rễ nó vuột ra hết trơn là do cái con nấm mà hại rễ, là con nấm Fusarium. Rồi cái hình phía bên tay trái đó, trở lại cái hình phía bên tay trái để cho bà con mình xem, là cái rễ cam nó cũng tấn công ở trên cái lớp vỏ, nó làm cho lớp vỏ bị vuột đi. Nên bây giờ để nhận diện có phải là do nấm nó gây ra cái này không, bà con đào rễ lên, nấm vuột như thế này nè, tuốt nó đi thì cái vỏ nó bị tuột, chỉ còn lại cái lõi ở trong. Nhưng mà nó còn một cái thối rễ khác. Sẵn dịp đây tôi cũng nói, vì gì mình không phải là mình chú ý do tiếng trùng, do con rệp sáp, do con nấm Fusarium không, mà còn có cái tác nhân gọi là không phải do mấy cái dịch hại này nữa, đó là thối rễ là do bị oi nước. Thì cho cái hình tiếp theo trong cái pha hình này để cho bà con mình thấy, đây là cái thối rễ mà do oi nước mà tôi đã tìm được ở bên Vĩnh Kim, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim á. Khi mà nước ngập lên, bà con thấy cái hình phía bên tay phải cái mũi tên màu đỏ chỉ không, nó không có vuột cái rễ. Chúng ta nắm cái rễ ta kéo gì nó không có vuột, nhưng mà rễ nó bị chết là bởi vì cái rễ nó cũng thở, nó cần oxy để thở. Nhưng khi mà nước ngập lên vì bất cứ lý do gì thì như vậy nó thở không được rồi, là nó chết một cách tức tử như vậy. Mình nắm mình nó không có vuột ra được. Xin trở lại cái hình để cho bà con xem. Rồi rễ nó làm gì, bà con thấy cái hình phía tay mặt không, bắt đầu rễ nó ăn tràn lên trên mặt đất. Vì vậy là khi nào bà con vô trong vườn, bà con thấy mà rễ nó ăn tràn lên trên mặt đất á, thì chứng tỏ rằng bên dưới như vậy là nó thiếu oxy để thở, rễ nó chết. Chứ còn mà do nấm bệnh tấn công, nó không có cần ăn tràn vậy đâu, vì gì nó đâu có phải là thiếu oxy. Thành ra đó là cái cách để mà bà con mình có thể là nhận diện được là nó bị hư rễ là do nấm, bệnh, côn trùng, hay là cái con đệm sáp, hay là do con tiếng trùng, hay là do bị oi rễ. Bây giờ mình biết được nguyên nhân á, thì mình mới có thể là chữa được cái nguyên nhân đó để mà giúp cho cái cây nó hồi phục. Nhiều khi nó do oi nước mà mình hô nó do bệnh thì mua thuốc bệnh đổ vô thì tốn tiền rất là vô ích. Tôi nghĩ rằng bà con mình cần phải phân biệt. Và ngay cả giữa cái con đệp sáp lại với cái nấm mà gây hại, bà con mình cũng phải phân biệt. Chứ nếu không mình trị nó sẽ sai. Cho cái hình tiếp theo để bà con mình có thể phân biệt được giữa hai cái thiệt hại này. Đấy, cái hình phía bên tay trái đó, bà con thấy cái màu trắng trắng đó không? Nó bám ở trên bề mặt của cái vỏ rễ đó. Cái đó là do nấm tấn công. Nhưng mà phía bên tay mặt đó, đó là do cái con đệp sáp. Cái con nấm á, thì mình nếu mà bà con quan sát kỹ thì nó có những cái sợi tơ như bông gòn vậy á. Còn cái con đẹp sáp á, mình gỡ nó ra được từng mảng, mà bên dưới của nó một cái màu hồng, bởi vì nó úp vô cái vỏ rễ để mà nó hút dinh dưỡng. Thì mình phải phân biệt như vậy để mình trị nó mới nó mới có hiệu quả. Thì đấy là một số thông tin tôi trao đổi để cho bà con mình phân biệt cho nó rõ. Bởi vì người ta nói rằng xác định đúng bệnh thì mới trị được, nó có hiệu quả. Còn nếu không thì mình mất tiền rất là nhiều.